Đấy, em giới thiệu một khẩu khăn rất là rộng luôn nhá. Lôi thằng hẳn thằng con trai ra để làm mẫu nhá. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Rồi để quay một vòng, quay cái lại tận nơi, quay cái chất liệu vải cái. Đấy. Cả nhà em xung phong làm video cho em các bác ạ. Mét mấy? 1m40 và 1m6. Cho căng lên, 1m40 mà. Sao lại bỏ bên này không bỏ căng, bên này chứ? Đây này, đo đúng cái điểm gốc của người ta đây này. Hai bạn. Đấy. Đấy. 1m40 nhá. Đo đo từ tên cái cổ em đo xuống. Em đừng bước ra một nhịn nào, tránh cho mẹ quá cho nó. Mét 6 không? Mét 6. Mét 10 rồi. À nó còn 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 ở trên ấy nữa mà, không sao. Còn ấy nữa mà. Ờ, người ta đo từ trên này. Để em mau để cho mẹ quay cái cho xong nào, mất công đứng đi đứng để cho mẹ quay cái đấy. Chị gửi nha. Đây nha. Đứng thế để mẹ quay sang sang đây cái pin này. Thế để mẹ quay sau lưng. Để mẹ quay sau lưng. Để mẹ quay. Để mẹ quay sau lưng cái. Đấy. Khổ quá. Đấy nha. Thằng con nó thấp quá nên bắt nó phải đứng lên ghế. Thôi cái đấy bẩn không con. Đấy nha, chất liệu vải này các bạn nhá. Chất liệu vải rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Đấy, em nhào ra nó vẫn thẳng vẫn đẹp các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. À, quyệt áo đen rất là sạch nhá. Hoa văn cũng rất là đẹp luôn. Đấy.